Chào mừng các bạn trở lại với kênh của mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm một cái máy rửa tay tự động nhé, không tiếp xúc, sử dụng cả miếng quang này. E18D80NK, một cái máy tạo chế. Máy này mình đã làm ở video lần trước rồi, các bạn có thể theo dõi bằng link mình để trong phần mô tả video nhé. Một bơm 6-12V, một ống dẫn nước, một đầu phun xương này và một khớp nối. Thì cái máy này nó giúp mình lấy nước rửa tay nhé, nó không phải chạm vào bình nước rửa tay nữa, thay vì cái bình truyền thống là mình sẽ phải ấn vào đây và nước rửa tay nó sẽ rơi ra tay mình như này. Thì thay vì thế thì cái máy này nó sẽ giúp mình là lấy nước tự động nhé, mình chỉ cần đưa tay ra, nước rửa tay nó sẽ tự xịt vào tay mình và mình sẽ không phải tiếp xúc trực tiếp lên cái bình hay là cái máy rửa tay nhé. Mình sẽ dùng cái Formex nhé để cắt một cái hộp chứa những cái thiết bị này. Mình đã cắt sẵn một cái kit rồi, các bạn có thể lấy kích thước bằng cái link mình để trong phần mô tả video nhé, thì các bạn download về và cắt theo cái kích thước này, hoặc có thể các bạn làm theo cái mô hình nào các bạn, tùy các bạn. Rồi mình sẽ đi ghép kit này vào nhé, sau đó mình sẽ lắp các thiết bị này vào bên trong cái kit này là xong rồi. Thank you.
Thank you.